Hai em, bữa nay trời nắng đẹp quá trời luôn. Mình ra vườn mình thu hoạch cái gì đây? Mấy cái bí hạt đậu mình này quá trời già dữ rồi nè. Em nghĩ mình cứ để cho nó già đi. À, chào cả nhà. Hôm nay thì hai vợ chồng mình ra vườn để thu hoạch bầu với lại cà chua. Và còn thứ nữa ông nông dân rất là trông đợi các bạn. Đợi các bạn. Đó là táo tàu. Hồi đó giờ chưa có ăn táo tàu mà hái ở trên cây xuống ăn liền ha. À, bữa nay thì nó vàng. Mà sao cái trái này nó không có bự như mình thấy ở trong YouTube ha? Ok, táo tàu thì theo mình biết thì nó rất là nhiều loại các bạn. Thì cái loại này thì nghe các bạn chia sẻ nó là loại răng cọp. Ồ, răng cọp. Thì cái loại này thì nó dài mà nó ốm, nó rất là chắc thịt. Ồ, nó dài, nó ốm cho nên Mỹ kêu là răng cọp. Ồ, nó nứt luôn em ơi. Đúng rồi đó. Nó chín mọng ở trên cây chắc ăn ngon lắm ấy. À, thì đây là lần đầu tiên hai vợ chồng mình trồng táo tàu. Lúc đầu thì mình không có nghĩ là mình trồng được các bạn. Thì khi mình đi qua bên Cali chơi thì mình ăn mà rất là thích luôn. Thì về đây thì mình nói với ông xã là anh ơi thử trồng táo tàu thì anh ấy không có tìm được giống. Thì hai vợ chồng mới lên trên cái Amazon để kiếm. Thì ảnh thấy và ảnh order nhưng mà cuối cùng nó không về. Dạ xong thì có một lần đứa em của mình nó đi vườn ươm thì nó thấy thì nó kêu. Thì hai vợ chồng mới mua về trồng. Thì cái này mình mua ở vườn ươm người Hoa hả các bạn? Đúng rồi, có nhiều bạn nói thì cái loại táo tàu này trồng hai cây nó mới có trái ha. Nhưng mà hai vợ chồng mình chỉ trồng có một cây. Nhưng mà cái loại này là các bạn, loại này nó kêu là Chinese date. Mình không biết là loại táo tàu gì. Nhưng mà theo bà xã mình nói thì táo tàu răng cọp. Thì nhìn cái trái thì có nhiều bạn ở đã trồng qua thì chia sẻ là như thế nhưng mình không có biết. Thì mình muốn chia sẻ thêm là cái này mà hồi năm ngoái mình mua nó đã có bông nhưng mình không có trái. Thì mình trồng xuống thì năm nay nó mới có bông và nó có trái. Cũng như năm đầu mình trồng xuống. Không có trái. Không có trái, năm sau. Dạ. Mình có trái. Dạ thì cái này thì mình trồng thì mùa đông ở đây khoảng lạnh lắm là có tuyết khoảng trừ 15 độ. Thì mình không cần bao gì hết á. Thì tới mùa xuân thì nó đâm chồi rồi nó mọc bông thì nó có trái ha. Thì có nhiều các bạn cũng muốn trồng nhưng mà xứ các bạn lạnh thì nếu mà các bạn ở cái thời tiết giống như mình thì có thể trồng được. Thì các bạn nào ở Vancouver hay ở BC hay là ở Surrey thì hai vợ chồng mình đã trồng rồi, nó có trái ha các bạn, thì ở đây trồng được. Dạ, thì cũng có nhiều bạn chia sẻ là mình theo kinh nghiệm ha, là mình trồng táo tàu đó là lúc mà nó có bông á, chuẩn bị có trái thì mình đừng tưới nước nó. Mình chỉ tưới chút xíu để cho nó sống thôi chứ đừng có tưới nhiều là rụng hết bông luôn. Năm nay hai chồng mình áp dụng thì nó trái kêu bạn coi nè. Cây nhỏ xíu. Xung xuê. Rất là nhiều trái. Dạ thì thôi mình không muốn nói nhiều thôi, giờ mình hái mình ăn nha. À, mình lựa trái nào nó nứt mình hái trước đi. Đúng rồi. Ăn thử ha. Đây. Nè, cho ông nông dân trái. Đây. Cái này răng cọp hay là răng hổ, hay là răng báo, răng beo gì nó cũng thứ nhau à. Đây, trái này của em. Đây, cũng. Cũng. Rồi, ăn thử đi. Giòn không? Wow, giòn quá ha. Trời ơi. Ồ, ngọt. Ngọt giòn các bạn. Ngọt thanh thao luôn. Em thích cái loại này. Nó có cái vị thanh thanh. Mà nó, cái này. Nó thơm nữa em ơi. Cái này mình ăn ở bên Cali nè. Ở đây thì mình hay mua ở Hang Long hay là ở Thiên Thi á. Thì nó có cái loại mà cái trái nó sần sùi các bạn. Hình như em thấy đằng đậu loại trái đó đó. Nó hơi sần sùi nhưng mà cái ruột của nó không có chắc. Nó xốp xốp. Ăn cũng ngon mà không bằng này đâu. Này ngon nhất nè. Cái này nó có ngọt mà nó có cái vị hơi thanh thanh chua chua. Rất là ngon. Kiền luôn. Nó không có ngọt dữ luôn như mấy cái loại khác à. Nhưng mà anh thích cái loại này. Phải có chua ăn nó mới không ngán. Như là táo ở bên Việt Nam mà mấy cái táo nhìn nó nhỏ này. Táo như táo dại. Rất là ngon. Còn cái hộp nè các bạn. Nhỏ xíu à. Chút xíu rồi dài thòn à. Hay là cái hộp ta mới kêu là răng hổ. Chắc vậy á, em nghĩ cái trái nó cũng giống luôn nè. Giống trái này nè. Rồi mình hái đi, còn nhiều cái nước nè, ở đây nè. Rất là ngon các bạn. Ngon lắm, ăn liền luôn. Các bạn nào mà ở Vancouver là thích ăn táo tàu thì trồng đi nha. Trồng đi các bạn. Wow, đã luôn. Rất là giòn. Ngon quá. Ăn liền. Ăn liền luôn. Anh đang làm cái gì anh ăn một lần rồi mà thấy gì ăn hoài luôn. Cái này là một trong số đó là các bạn. Ăn xong rồi ăn liền mà muốn ăn nữa. Để mình trồng cái cây này cũng rất là ngon. Ngon quá. Có nhiều bạn nói không, cái cây loại sugar cane á thì nó ngon, nó ngọt. Nhưng mà mình tìm hoài không có. Nhưng mà cái loại này mình ăn đầu tiên này là cái loại này là ngon nhất à. Ngon nhất à.
những cái loại mà mình được ăn. Cái loại mà em mua ở trong chợ không bằng cái này. Nó sốt lắm. Ừ, nó sốt. Cái trái nó bự mà nó không có láng vậy mà nó sần sùi á. Bà xã thường mua thì khi đem về ăn cũng cũng được thôi, nhưng mà ăn cái loại này thì em thấy là ngon nhất. Mình lựa mấy cái trái nào nó nghe đỏ mình hái ha. Ngon quá các bạn ơi. Ông nông dân à? Ông nông dân ăn hoài chút có người la đó. Sao vậy? Ăn làm cho người ta muốn ăn thèm chảy nước miếng á. Chảy nước miếng thì mình phải đi kiếm cái mua phải. Trái này bự nè anh à. À, đúng là răng cọp mà thấy nó dài dài đó, nhọn nhọn. Ồ, anh này ăn trái bự dưới đây nè. Cái này nó có cái răng. Ồ, răng khểnh. Răng khểnh nữa nữa. Wow, ngon lắm. Rất là ngon các bạn, giòn. Mặc dù nó nhỏ nhưng cái hộp ở trong nó rất là nhỏ xíu à. Rồi hả đi em. Chắc là anh hái xong cái gì vô đó mình ăn thế nào. Ăn hết rồi, để cho mấy nhỏ coi nó biết ăn không. Mình mua ở chợ thì nó không ăn. Mà nó tươi như ăn rất là ngon. Mà mình mới lúc đầu mình thấy có trái nhưng mình không nghĩ nó kịp chín anh hả. Mình nắng mấy bữa cái nó ra cái nó đổi màu vậy nè các bạn. Anh nghĩ cái này năm sau mà nó đủ rễ rồi nè. Đúng rồi. Anh nghĩ nó ra dữ lắm, tại vì cái táo tàu đó các bạn, mình thấy ở trên mạng á. Cái rễ dữ lắm. Cái rễ nó dữ nhưng mà cái nhánh nó như thế này, nhưng mà nó đặt cái trái luôn á. Nhưng mà đúng ra mình khi mà nó ra bông á cũng rất là nhiều bông á em. Đúng rồi, thì cái này thì mình nghĩ chắc nó đậu độ 80% thôi chứ nó cũng bị rụng mớ á. Nhưng mà năm sau anh hy vọng á cái cây nó lớn một chút là không. Nó ra đặc luôn. Cái cây táo tàu này rồi. Đây. Đó, một chỗ nó nhỏ xíu vậy nhưng nó rất là nhiều cái. Wow, như đây là các bạn. Như đây mua được nhiêu ta? Ờ mắc lắm á, lúc này mắc lắm. Ngay rộ thì nó rẻ nhưng lúc này mình thấy bữa mình đi chợ mình thấy 7 đồng mấy phao. Nó nâu cái đầu thì mình hái thôi, ở dưới đây nó có cái nâu đầu nữa. Bên đây nữa nè. Hái anh hái luôn đi. Hái luôn đi. Đây nữa nè. Đây nữa nè. Đây nè, ăn trái mà nó mới nâu nâu đầu ở đây sao? À, em nghĩ nó chắc nó cũng ngọt á. Cũng rất là ngọt. Vậy hả? Nè, hai trái này nâu nâu luôn nè anh à. Anh không thích cái trái này nâu nâu xem mình hái luôn. Nó có cái gì chua chua ăn vô nó ghiền. Nó giòn hả? Rồi, xong rồi. Trái nhỏ xíu cũng bị nâu nâu nữa. Ô, còn trái nè. Nó đó, anh đang ngon đó. Ở trong á, ăn sao á. Đây hả? Mà ngon ha, trái này luôn, hay không? Ngon, trái này không hát. Ở dưới đây nè, phải không? Nè, trái này nè. Nói chung là còn được một cái video nữa các bạn. Rồi. Rồi thì có nhiều bạn chia sẻ là kêu mình đừng có trồng gần nhà. Nhưng mà mình, ông xã mình đào đất và đổ phân thì mình trồng lên. Ở dưới nhà mình toàn là đá với đất sét không à bạn. Cho nên nó không ăn nổi cái rễ xung quanh đâu. Với lại ở đằng sau này đó thì cái người ta đổ xi măng rất là nhiều, với nó không có hệ thống nước ở hai dây điện gì ở dưới đây ông nói làm sao hết á các bạn. Dạ, cho nên không có lo. Thì nếu mà mốt trồng cũng để ý. Dạ, nếu mà các bạn nào trồng thì nghe nói là mình phải xây xi măng hay là mình có thể trồng trong cái chậu bự thì nó tốt hơn ha. Rồi, bây giờ tiếp theo. Ăn no rồi thì đi thu hoạch bầu. Đó, ăn còn cái nè. Ông nông dân này thiệt á. Dạ, yeah. Thì bầu của tự nhiên hôm nay cái trời mát mát cái bắt đầu nó mọc trái quá trời luôn anh. Coi nè, coi cái bầu dài nè. Hái luôn không? Mình hái luôn đi. Tự nhiên ra cái bầu dài á, mình đi hôm nay mấy tuần không có ra. Coi cái ai về tự nhiên cái nó chỉa xuống tội nghiệp ghê không các bạn. À, lúc này thì nó eo không vậy các bạn. Nhưng mà rất là non. Rất là non nhưng mà lúc này nó cũng quý. Với lại lúc này nó chậm lớn lắm, nó lạnh á, nhưng mà nó không có bị già đâu, tại vì nó chậm dữ lắm. Cái gì cũng vậy, ăn nhiều thì mình không quý, nhưng mà ít rồi không có thì sẽ quý hơn. Trái bí, trái bí nữa coi nè. Lúc này
những người nhiều người mình gặp hoài cái mình không quý, cái người ta đúng rồi đi mất tiêu rồi mình tạm bỏ cái quý. Bởi vì ông nông dân phải quý bà nông dân nha, gặp hoài không quý ấy, chứ mà thấy mất tiêu á là tiếc đó nha. Đúng rồi, cho nên mình trân trọng những gì mình có ha các bạn. Ờ nè các bạn, bầu các bạn thấy nó lạnh, cái nó bị gì nè, nó hơi xấu xấu nè anh. Rồi hái luôn cái này là cuối cùng hả? Ô cái đó cũng hái luôn không? Thôi cái đó để cái đó giống như cái trái gì mà không thấy. Đây nữa nè, hái luôn. Có nhiều bạn hỏi cái những cái bóng bóng là cái gì, các bạn thì nhìn xa thì thấy là bóng đèn ha các bạn. Có nhiều lúc mình quay sát thấy cái bóng không các bạn hỏi. Đó là bóng đèn mình để trang trí về đêm. Ờ đây trái bự nè. À, thì mùa này nó lạnh cho nên các bạn thấy nó hơi phấn phấn mà nó hơi xấu xấu, không sao các bạn. Mình cứ để ăn bình thường. Cái trái này thì nó còn nhỏ, rất là non. À. Nó xấu xí vậy thôi. Cái trái này chắc để lần sau hái ha. Đây trái nữa nè. Trên đây trái nữa nè. Cũng nhiều quá ha. Trên này rồi. Bỏ nó xuống. Lá trái mình phải bỏ sớm nhưng mà không có thấy á. Đi hoài ha. À, rồi. Đây còn trái nữa nè anh. À, để em vô em hái cà chua luôn. Ừ, đi kiếm cái giỏ, mấy giỏ mình đâu rồi ta. Dạ, bỏ vô đây luôn đi. Kệ nó đi. Vô hái cà chua. Ông nông dân này. Ăn riêng nè. Anh đi đây nè anh. Cà chua bây giờ thì cuối mùa rồi cho nên mình hái hết rồi, mình sẽ cắt cây xuống mình làm phân luôn các bạn. Hôm nay cũng hái rất là nhiều hả các bạn. Này cà vàng. Đẹp quá ha. Bữa mình làm bắt hết luôn ha. Em bắt hết luôn. Hái hết luôn. Thì xanh mình vô mình nấu ăn chua thôi, mình để cho nó chín, ít bữa cho nó chín à. Vậy chiều nay mình đi câu cá xong cái mình lấy cái đầu cá mình cá hồi đó nấu canh chua. Nó ba chén. Ba chén luôn à. Nói xong nó chạy. Nói về chiều nay câu không dính con nào hết. Cây về nấu canh chua chay. Cái gì mình nói quá, kỳ vọng quá rồi lúc cuộc. Không có. Không có. Thất vọng. Tràn trề. Cái gì đừng có giống như là hy vọng quá. Cũng vậy nè ha, cuối mùa rồi. Đúng rồi, cuối mùa rồi. Để anh ăn cái này nữa không? À, người ta hái ăn hoài ta. Anh nghĩ mà cái loại này mình đừng có để cho nó đỏ nhiều quá. Trời nhiều quá hình như nó bớt cái giòn đi ra. À. Dữ à, nhưng mà em lại thích nó đỏ nhiều quá thì nó ngọt thanh anh. Đúng không? Anh thích có ăn cái có gì chua chua hả? Chua giòn giòn. Mà mình trồng được cái loại này ngon lắm, cái vỏ nó không có bị cứng các bạn. Thì mình ăn cũng có nhiều loại cái vỏ bị cứng, mình ăn vô thì nó bị sao ta, nó bị cảm thấy sẩm sẩm cái miệng á. Nhưng mà cái này không có. Cái này thì anh thấy nó đỏ rồi nhưng mà ăn cũng rất là giòn, nó thịt nó rất là cứng. Nhưng mà cái mấy cái loại của em mua nó đỏ hết, ăn cũng như nó bọng ruột cái tâm này. Thì nó xốp xốp á, nó bị khô khô á. Hình như cái đằng đậu em thấy vậy á, cái loại mà xấu xấu mà cái sần sùi á. Cái thịt này nó cứng nó rất là dễ ăn, nó cũng như nó có nước luôn á các bạn. À, thì nếu mà các bạn nào muốn mua thì mình để cái địa chỉ ở phía dưới video của mình, các bạn có thể vô xem. Nhằm khi tới mùa nó mới có. Thì đúng là tới mùa mới có hả các bạn. Khoảng mùa xuân thì nó có, mặc dù nó không có cái lá nào hết trơn á. Mình về mình trồng thì nó ra lá ra bông à. Các bạn mà bây giờ lại đó thì cũng không có đâu. Đúng rồi, giờ này có đâu. Nếu nó có thì cũng là còn dư lại đó. Mà hết là nào bữa em đi không thấy luôn á. Cho nên phải đi. À, bắt đầu mùa xuân năm sau á thì lúc đó người ta mới bắt đầu đem về cho trồng nữa không? À, nhiều không? Ở đằng kia còn cái trái trà nào không ta? Còn em hái luôn. Đi ra cái này được không? Được. Đó, bây giờ cái này thì nó trống rồi. Này trống rồi. Đó một lỗ trà. Không hết nữa rồi qua coi nè. Qua hôm nay cũng nhiều cái rổ chi nhỏ xíu vậy. Không cái rổ của em đâu mất rồi. À. Thì các bạn hỏi tại sao cái cây trà này nó có trái đỏ rực mà không thấy lá. Lá rất là nhiều các bạn, nhưng mà bà xã mình khi mà nó trái nó già rồi á, bà xã lắc lá hết ăn cho nó
nó cũng như nó bổ dưỡng cho cái trái đủ phân, cái trái nó nuôi cái trái. Với lại các bạn biết là tại sao lúc này mà mình hái hết lá không, không có chừa lá luôn không, là tại vì mình cho nắng nó xuyên vô trong cái trái này nó mới chín anh, không thôi không, nếu mà mình không có để nắng vô thì nó bị rất là lâu chín rồi, trái nó bị mềm luôn rồi, làm phần luôn. Cái nào rớt nó mềm mà không được thì lúc này nè các bạn thấy dưới rớt không? Đó, đầu rác như thế thì bà xã mình lúc nào cũng ăn và cái đem ra đây dùng làm phân hữu cơ. Dạ, thì mình làm phân hữu cơ vậy cái cuối mùa các bạn cứ mình xới xới lên cho nó trộn lẫn với lại cái đất á. Dạ, cho nó mau phân hủy. Bây giờ thì mình cũng không có trồng gì được nhiều cho nên là lúc mình bỏ rác vô. Nếu mà các bạn mà cũng như là có nhiều thời gian rảnh rỗi á, cứ lấy một đào có lỗ ở nhà vô bên dưới thì nó còn đau nữa. Đúng ạ. Nhưng mà tại vì mình nói chắc mình cũng đào, nhưng mà tại vì lúc này còn cây nè, không có đào được. Mình chờ mình hái xong nè, cái mình cắt hết những cái cây cà chua này, cắt nhỏ nhỏ, cái mình sẽ xới xới đất là mình đào, mình chôn nó luôn. Cho nên mình tận dụng như vậy các bạn nè, cứ ba cái rau củ quả bỏ đi cũng là một cái phân rất là tốt. Thứ nhất là làm sạch môi trường luôn, thứ hai nữa là khỏi có tốn, và thứ ba nữa là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái nữa mình nói với bà xã là ở ngoài đường nó có nhiều cái trái cây đó, tại vì trái cây ở ngoài đường là dại đó, người ta không có chăm bón hay là gì đó, cho có nhiều trái nó hư đó các bạn, thì mình hái về cho mình làm phân luôn cũng được. Ồ, hôm bữa mình hái mình ăn có người la mình rồi. Sao lá? Thì nói là mình ai cũng hái nhưng mình là bị giống như là sạch sẽ, giống như người giống như bên Việt Nam không có trái cây gì á, thì mình nói là giống như nếu mình bỏ nó thì nó cũng thành dơ rồi, rụng dơ rồi, mấy người nó nói là mình không có chăm sóc nó thì nó rụng xuống, nó nuôi nó thì nó giống vậy á, đúng không? Nhưng mà thì mình thấy là nếu mà mình không hái thì nó rụng rồi dơ cũng phí các bạn, vì mình không phải mình hái hết luôn đâu, họ sạch hay gì đâu, mình hái một ít đủ mình ăn thôi, có những người khác họ cũng tới họ hái để ăn, đúng không? Bị la rồi. Nhưng mà cái cây thì nó ra trái thì cho người ta ăn hoặc chim ăn. Cũng như bông, nó trổ bông thì nó muốn cho mình nhìn nó cho nó đẹp, đúng không? Nói chung là cái nhìn nó có nhiệm vụ của cái đó. Ấy da. Chim với con người cũng phải công bằng ha. Cái này hôm nay đụng đầu mấy lần luôn á. Thì ở ra ngoài đây nó treo lủng lẳng vậy đó. Rất là hay bị đụng đầu. Ngồi chút đó em đứng lên cái đụng lần đó. Bỏ thì đụng hoài à các bạn, nhưng mà được cái là cái này nó cái loại trái này nó mềm. Thành ra mình đụng mình cũng không có thấy nó đau. Ừ. Đó. Nói chung là bữa nay lần đầu tiên ăn cái trái này là anh thích nhất. Nữa. Trái này đây, cái này nó nứt mộng luôn mà các bạn. Không phải nứt mộng, nứt da. Nứt da. Cái bằng là nó nứt nứt nẻ giống như ông nông dân nứt nẻ. Ừ, mập quá. À, thôi như coi như bữa nay thì hai chồng mình vẫn còn cái thu hoạch cà chua cuối mùa, mặc dù cuối mùa nhưng mà năm nay nó không bị xanh, chín đều hết luôn. Đều hết luôn mà. Bây giờ hái sạch cây luôn á. Dạ mà nó chín đều hết luôn. Hai trái xanh thôi. Ứng á. Ứng hết. Chỉ thu hoạch được mấy trái bầu. Một trái bí sẽ kêu bằng là nó xấu xí dữ dội. Cái bí này hầm cái nồi canh được. Đủ một xin đầy ăn. Ăn với em ăn cũng đủ à? Không đủ đâu, đủ một xin đầy à. Tại vì này nó thích ăn cái bí này lắm. Rồi với lại đặc biệt là bữa nay ông nông dân rất là vui là ảnh được ăn táo tàu mà hái tại vườn của mình. Và đặc biệt hơn nữa là được cái loại, trồng được cái loại mà mình yêu thích. Ngon quá. À, rất là vui luôn các bạn khi mà các bạn thích ăn cái trái đó mà mình trồng được cái mà mình mong muốn mà lại có trái ha, thu hoạch. Thì coi như là mình cũng muốn chia sẻ là nếu mà các bạn nào ở vùng Vancouver này mà thích ăn táo tàu thì trồng đi nha, rất là đơn giản luôn. Ở đây mấy cái tiệm, nhất là mấy cái tiệm người Hoa đó, người ta có bán khi mà mùa xuân á, đầu mùa xuân đó, người ta vẫn có những cái cây như thế đó, táo tàu nè, hay là cái nhìn những cái trái mà như là chanh dây, không phải chanh dây, chanh gì ta, chanh Thái Lan. Dạ, có nhiều loại lắm các bạn, hay là tắc đồ thì mình có thể trồng ở ngoài sân rồi mình đem vô nhà. Thì cái này mình mua ở cái cây đó mình mua ở tiệm người Hoa rất là rẻ, có 79
79 đô thế vô thì khoảng 90 đồng, chắc khoảng 1,5 triệu à. Rất là rẻ luôn ha, chứ mình mua trên Amazon thì mình thấy rất là mắc. Mình... cái cây đó ha. Mình cái cây á. 300 mấy á. Dạ, lúc mình order trên Amazon mà nó không có về đó các bạn, 300 mấy á. Bao nhiêu tiền? 300 mấy thì em nghĩ chắc cũng khoảng 5 triệu à. Wow. Đó các bạn, tại vì từ ở chỗ khác nó vận chuyển lại nó rất xa, nhưng mà sao đó mình mua là nó không có hàng, không có đem lại, không có ship, hay sao đó cái mình lấy tiền lại. Dạ, coi như mua được dự ý hơn ha. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn.